từ bỏ việc dạo phố, ăn uống, mua sắm vào cuối tuần, mà thay vào đó là gắn lụa, cọ vẽ, màu nước. Đây là cách mà những người trẻ lựa chọn để đắm mình trong không gian riêng, được trải nghiệm loại hình vẽ tranh trên lụa. Mình cũng chủ yếu là mình cũng cảm thấy là chọn đi vẽ nói chung là để giải tỏa, kiểu để đi thư giãn ấy. Nên là sau khi vẽ tranh xong thấy thư giãn hơn. Được làm mới trong các workshop cuối tuần, vẽ tranh trên lụa là loại hình nghệ thuật truyền thống tập trung vào việc thư giãn, cảm nhận để giải tỏa áp lực bằng sự chậm rãi và khéo léo trong từng nét cọ. Khác với vẽ tranh trên giấy, nếu vẽ sai, chồng nhiều lớp màu sẽ khiến tranh bị sờn. Vẽ lụa là lựa chọn đơn giản hơn cho người mới bắt đầu. Nếu vẽ sai, có thể rửa lớp màu phía trên và vẽ lại. Độ mịn của tranh lụa vì thế cao hơn giấy canvas. Vẽ trên lụa cần sự tỉ mẩn, mềm mại trong từng đường nét. Vẽ thì khó hơn tại vì đây là lần đầu tiên mình cũng vẽ tranh kiểu như này. Bình thường hồi trước là vẽ màu acrylic thôi. Thế nhưng bây giờ vẽ tranh lụa thì thấy cũng khó nhưng mà thấy cũng hay. Chắc là tại vì trong giấy thì sẽ dễ bị ướt hơn. Rồi thì nó sẽ kiểu nếu mà mình đi lại nhiều lần thì nó sẽ dễ bị ướt, dễ bị hỏng tranh hơn. Còn tranh lụa thì dễ hơn là mình đi lại được nhiều lần. Và nếu như mà có gì mà cần sửa thì vẫn có thể sửa. Với loại hình này, người tham gia sẽ thả hồn vào không gian yên tĩnh, vẽ ra câu chuyện của chính mình qua những gam màu khác nhau, từ đó loại bỏ cảm xúc tiêu cực, làm mới bản thân sau thời gian học tập, làm việc căng thẳng. Bởi vì thông thường thì có thể mình đi ra ngoài ăn uống hoặc shopping, nhưng mà đây là một cách mà có thể là mình, bởi vì khi mà mình học vẽ thì chỉ có trong trường học thôi, còn khi mình lớn lên mình đi làm rồi, thì chỉ có những cái cơ hội, những cái workshop như vậy thì mới có cơ hội để mình đi ra mình trải nghiệm. Có cái này là cái tác phẩm của bản thân mình. Mình tự vẽ sau mười mấy năm mình phải mới cầm cọ lại, bởi vì mình nhớ là cái lần cuối cùng mình vẽ là khi năm mình 10 tuổi, thì nó cũng mười mấy 20 năm rồi. Nên bây giờ là khi mình vẽ xong mình có thể ký tên, mình ghi ngày tháng ấy, thì 5 năm sau, 10 năm sau hoặc thời gian sau đó mình giữ lại bức tranh này thì mình vẫn còn cái kỷ niệm là thời điểm đó mình đã từng vẽ những cái bức tranh như vậy. Không giới hạn độ tuổi và đối tượng, dù bạn từng học vẽ hay là người chưa từng cầm cọ, hình thức vẽ tranh trải nghiệm trên lụa dành cho tất cả mọi người. Trong 4 tiếng, các họa sĩ sẽ hướng dẫn người tham gia các bước thực hiện chi tiết để có thể vẽ được một bức tranh lụa hoàn chỉnh. Tức là trên thị trường hiện tại là có những cái workshop vẽ tranh lụa nhưng mà dành cho những cái bạn bán chuyên hoặc là chuyên, tức là những cái người đã biết vẽ rồi thì là tham gia nó sẽ rất là có lợi cho người ta. Người ta học thêm một cái technique mới. Đấy thì đấy là cái giá trị mà workshop bên chị mang lại, thì nó vẫn là dành cho những cái người không chuyên. Nhưng mà người ta muốn trải nghiệm hoặc là người ta thích cái hình thức này, hoặc là nó có thể mở ra được một cái cánh cửa mới cho người ta. Tức là trước đây người ta chưa từng biết đến tranh lụa, thì bây giờ người ta biết là có một cái loại hình như thế và người ta hoàn toàn có thể thử, có thể học tiếp để trở thành chuyên hoặc là bán chuyên. Đấy.